Giờ tôi có ước mơ được một cái chiếc xuồng nhỏ, một cái máy rồi những cái dụng cụ để làm ăn như là vài tấm lưới, thì tôi được như vậy tôi sẽ tự bản thân tôi, sức lao động của tôi làm ra và gia đình tôi sẽ làm nhà lại. Bây giờ tôi cũng thiếu một cái số vốn cũng rất là lớn lao lắm, bởi vì số này có khoảng 30 triệu thôi. Tặng mà không chịu lấy luôn á, Không thật sợ là nhiều tình thiệt nhiều là tình nghĩa. À, ba mà đi lựa đồ cho con nè, lựa quấy luôn á. Rồi mua xong tự trả tiền nha, không hết tiền rồi đó. Hết tiền rồi. Rồi cái này bỏ là được rồi đó. Lớn không ta? Này Đâu ngoài dừa. lại? Quấy này được rồi, dừa lắm nè. Này im rồi đó. Đâu ngoài lại em chưa? Em mà bỏ được rồi đó. Rồi. À. Nói tôi ăn ngon vậy tôi phải mua gửi cho mẹ rồi á, người ta gọi là có quà cùng hưởng có nạn cùng chia, mình ăn ngon thì cho cha mẹ mình cùng ăn ngon giống mình với, đừng có ăn in là không có được, tội chết. Hồi trước kia mẹ mình cực khổ nuôi mình mà mình ăn ngon mình giấu giếm đó là cái tội lỗi của mình, tội gì? tội mình là ăn giấu giếm không gửi cho bố mẹ. Cầu dừa trường chợt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi, môi son má đào chân gót cao guốc làm sao qua cầu dừa. Em ở phú thầy quen xui xe cò đón đưa, em ở quê mình quen xui qua cây cầu dừa. Cầu dừa em chài trước anh sao, em cùng với anh quăng quýt bên nhau, cây me trước nhà cây khế sau ngó nhìn anh sao lạ lùng. Em đâu rồi bỏ lại cuộc chơi, bỏ anh bơ vơ như cây cầu dừa xuân nắng chiều mưa, em bước theo chồng áo phe hồng bão kẹt đón đưa. Ôi, anh mới bủa xong luôn á. Mình phải đợi nó ha. Nước nó hơi cao chút à, cho nó hơi cao cái con cá lưới dính lưới à. Nó dậy à. Mình đợi đợi chút xíu mình dỡ lên là có cá ăn à. Đằng này đợi, ô nó dãy nhiều đó kìa. Trắng lưới. Bữa nay có cá hơi đỡ nè. Bữa qua ít, bữa qua được chừng 2 kg nha. Bữa nay chắc là 3 kg à. Ồ. Nướng ăn là hết sảy ha. Nó dãy nó thôi. Ừ. Nó giục nhiều, cá hơi nhỏ. Nước lớn lên gần gồng xuống, lớn lên gồng xuống hả? Một hồi nó đưa lên cá hồi vừa đầy luôn. Cái nước ương á nó gồng rồi cái nó lớn lớn rồi nó gồng, bắt đầu cái hơi nó đẩy nhiều nhiều nó vừa đẩy mạnh cái nó vừa lên nhóc luôn. Ừ. Bữa nay nước cũng dập vô cái chữ T đó luôn. À được chưa? Đi được chưa? Chút xíu nữa, đợi chút xíu đi. Nếu nó cho cá nó lên nó nhiều. Nhiều quá ăn sao hết. Rồi nhiều ăn nhiều. Rồi mình dở. Một con. Hai con. Ba con. Rồi ruột luôn. Văng ra luôn rồi. Rồi ruột luôn ha, ruột nhiều. Cá hơi nhỏ á. À. Cá nó hơi nhỏ. Yeah.
ập không á. Còn lưới này nếu mà mình không biết giăng á là cũng xe hết á, giăng mình phải cầm chân á. Ờ nhiều quá luôn kìa, mấy cá này đã ghê, giống cá linh của mình ghê. Cá cây. Muốn mà các bạn nào mà muốn ăn cá tươi thì về ấp mỏ rồi về khu du lịch sinh thái gặp anh cò được con cá tươi ăn liền. Ăn khỏi tốn tiền luôn. Ăn khỏi tốn tiền luôn. Cá đang sống nhảy bạch bạch luôn. Con này là con sam. Gọi là con sam. Sam này bỏ đi. Bỏ. Này đực gái ăn được. Mà đực ta ăn được mà nó không có thịt. À. Còn con cái mình ăn nhờ trứng. À. Yeah. Ô dính dính chỗ một ba con luôn á. Dính nhiều ghê á. Anh cò giỏi thiệt coi. Êm ơi. Bởi vì á, anh cò bởi vì nó quánh vậy đó thì hơi mệt. Mà như mình có xuồng nhỏ nhỏ rồi đó, mình đi mình khỏe hơn. Mà mình lội gì biết sao, đu cũng đuối lắm. Bởi vì mình đi nước á, nước phải có cần một cái xuồng vừa vừa vậy đó. Rồi nước lớn mình chạy theo nước vô nhà. Dạ. Ấy à, em nạp lưới rồi, đi không quen nạp lưới rồi. Thấy vậy đó, cũng một tay lưới này nếu mà mình không có tiền cũng mua không nổi nữa đó. Bao nhiêu? 300 ngàn một tay á. Ờ. Dưới này lưới hai viền hả? Ba màng. Ba màng. Rồi mình đi cho tên đặt người ta làm. Còn nó bán cái lưới chợ á. Ờ. Cá ít dính lắm, nó là mặt nó thẳng quá. Lưới lưới. Ôi mình phải đi ở trên mới được. Ôi con cá này bự ghê. Đi dưới đập lưới hoài à. Quá nhiều luôn ha. Thủy triều mau lên lắm. Bây giờ ngoài cây đó là lúc đầu mình chưa? Chưa đâu. Bạn lên cỡ 1 tiếng mới có ngập đầu mình. Hỏi đâu chứ không phải giỡn đâu. Không quen là mệt chết. Đằng kia có con cá kìa. Ở chỗ này hai con dính lượt một luôn nè. Ờ. Hay ghê. Gần hết chưa anh? Gần rồi. Con cá này nhỏ quá. Cá đù. Cá đù hả? Thôi, bỏ đi. Rồi, lên thôi. Cũng vừa hết pin luôn. Nhiều quá ơi. Làm món gì anh co? Mình làm món nướng đi. Món nướng đi ha. Nướng đi mình không có ngát. Ừ. Còn làm này cái nọ kho đồ nó có dầu mỡ. Thôi ngát. Nước muối ớt là em luôn. Rồi em lội lên trước để thôi. Ừ. Nhanh lên thôi. Trong khi mình
mình với anh cò đi đi bắt cá thòi lòi cô bác anh chị cũng như giăng lưới bắt cá đói. Thì ở nhà chị nhúng lửa lên nè, mấy đứa trẻ thì đang tắm ở trong kia chờ tắm xong mình nướng cá thòi lòi ăn chơi để thưởng thức một vài con, rồi sau đó mình sẽ cùng với lại gia đình của anh đi mua chợ mua một số đồ dùng cho nhà của anh. Chắc mình với anh cò với lại mấy đứa con của anh đi chợ đi ha. Anh cho bé nào đi chợ đi không? Bé này đi. Để thử mua đồ mới cho các bé ăn Tết ha. Cho ăn bé, tại chắc mình cứ dọn đi mua chắc mấy đứa tôi thử vừa là chắc nó biết ở ấy chứ chợ đi đâu có hết. Chở một hai bé thôi. Một hai bé thôi rồi ấy. Anh đang gỡ lưới ra hả? Gỡ cá ra hả anh hả? Đi lụm đồ muỗng mới qua đó. Ồ, ba lượm đồ mới về hả? Lụm hồi nào giờ bà? Mới lụm rồi con nít á. Con nít bị lớn vậy nè. Nó nói nói mình tưởng cái gì. Nó lượm đồ muỗng cái nó cho. Ồ. Rồi nó cho nổi hết 10 ngàn. Ồ, nhiêu đây bán được nhiêu tiền? Ký 3 ngàn. Con không có bao nhiêu tiền á. Giỏi 2 ký được 6 ngàn hả? Ngày nay được 6 ngàn. Chưa đó, chưa bán nữa. Lâu lắm mới bán. Dạ. Vài ngày thì khi nhiều bán luôn. Dạ. Cũng như có nhiều bán 20. Khổ quá ha. Bữa nào cũng đi lượm hơn một chai, hai chai gì mót hết trơn này. Dạ. Dạ cô bác bên chị thì hôm nay mình với anh cò đi ra chợ, cái quãng đường cũng khá là xa, khoảng 6 đến 7 cây số thì mới có một cái chợ. Và mình với lại cùng hai đứa bé con của anh sắm cho gia đình anh một số vật dụng ở trong nhà, cũng như là sắm đồ Tết ha, cho gia đình. Rồi mình vô mua ha. Dạ. Ở đây em mua một cái bếp ga đôi ha, với lại bình dây của anh luôn. Dạ. Thì giá nó hết trọn bộ nó khoảng bao nhiêu tiền? Tính lấy cái loại hả nè, trên 1 triệu hay dưới 1 triệu? Trên 1 triệu hả? Trên 1 triệu, cái bếp không á nha. Cái bếp không hả? Dạ, bếp không khoảng 800 đi. 800, lấy cái này nè, 850. Lấy cái này đi ha. Ừ. Cái bếp này bình dây quanh có chở lại nhà anh cò dùm được không? Giao hàng mới được, rồi gáp mới được chứ. Ừ. Rồi, nhà anh có máy quạt chưa? Cái quạt gió có rồi. Có hả? Có cái quạt gió cái rồi. Có đèn đuốc gì thì sẵn hết đèn đường. có hai cái bóng rồi cái đó. Dạ. Cái này là anh mua từ thiện á. Còn cái nồi cơm điện còn không? Mua nồi cơm điện bự không? Còn cái nồi cơm điện của em mới mua ở đây rồi. Cái cũng... này 850 tính 800 thôi. Dạ. Thì, tính giá đặc biệt cho. Rồi. Ok, đặt cho mình. Bây giờ mùng mền chiếu gói luôn nha. Dạ. Mùng mền chiếu gói thì mình sang qua bên kia. Ở đây là người ta không có bán cái hàng đó. Đây người ta bán những bếp, tivi, bọng, tủ lạnh rồi thôi. Còn những quần áo thì mình sang qua bên kia. Rồi bây giờ mình mua thứ hai đó là gối, mùng mền. Rồi. Với lại quần áo cho các bé. Rồi để ăn trước mắt là mình bao nhiêu đó để ăn Tết, còn dư nhiêu tiền mình rồi. Sẽ để chia sẻ, mua gạo thóc còn lại ăn. Rồi bếp ga vậy được chưa? Hôm nay được, thấy cái bếp được, ga thấy bếp ga vậy là đẹp đó. Hồi đó giờ chưa được từng có luôn á. Giờ con cũng gái cũng mừng lại nói được cái bếp ga vậy là cũng hạnh diện rồi. Đó giờ chưa từng có luôn hả? Chưa từng có. Xài bếp củi rồi với cái ga nhỏ nhỏ đó, rồi đâu có được xài cái bự đâu. Dạ, chén đũa rồi đủ hết chưa anh? Có rồi. Còn mua đem cái thụ dụng đó thì có rồi. Rồi cái nồi cơm điện cũng có rồi, có bà chị có mua. Nhà được mấy cái quạt? Một cái bên mấy đứa con à, còn tôi chưa có. Chưa có hả? Ừ. Vậy bà có chưa? Bà chưa thì anh lấy cho em thêm hai cây quạt máy nữa. Hai cái quạt gió. Gió là quạt kéo lên kéo xuống được hay để dưới không? Để dưới đó. Để dưới mình giờ. Mình rút lên á. Lại nhiêu một cái? Quạt lỡ 170 ngàn có. Rồi 270, 209. 170 hả? 170 xài bền không chú? Cái đó xài cũng được, chung. Lấy 3 cái được không? Thôi, đang có 1 cái rồi, đừng nhiều. Cái kia tốt không?
đựng nhiều quá cái ta tính tiền điện mệt đấy. Bởi vì cái điện đó không phải là mình câu câu của thẳng của mình, đó là mình nuôi đuôi người ta một tháng là 200, chỉ ra có hai cái bóng với cái quạt thôi đó, với nồi điện cơm. Hai cái quạt nữa hả? Mà lấy nhiều quá sợ bên kia thôi, chứ cho nhiêu thì mình lấy nhiêu, mà bên kia người ta bây giờ lấy điện mấy cái nè. Bây giờ mình lấy cho bà ngoại một cái, bà nội một cái thôi. Rồi với một cái nữa là hai cái thôi. Rồi lấy hai cái đi. Ở đẳng bị gì cứ có một cái rồi. Dạ. Mà lấy nhiều người ta tính cái số tiền cho mình nhiều hơi mệt á. Bởi vì mình nối đuôi mà. Dạ. Ờ anh sợ tốn điện ha. À. Nó là chủ người ta khó lắm chứ. Tivi không? Thôi khỏi luôn đâu. Tivi thì không cần mua. Bởi vì tivi có bà ngoại người ta, chú Bảy ổng có cho một cái rồi, với cái mặt đất rồi người ta cho không luôn. Cái ông kia anh ta mua cái tivi bự lắm, tới mười mấy triệu, người ta cho cái nhỏ lại cho mình. Cái nào người ta cho là có, nó cho. Còn cái nhỏ kia xài được không? Được, còn bền lắm, nó tới cũng bự lắm. Đừng nói em mua tivi. Biết rồi, của đó cũng mang ơn nhiều, mà ngặt cái có, cháu mới có. Nếu mà mình mua quá đó, cái sử dụng đó, mình tiền điện thì đòi chịu không nói, mà vẫn có rồi. Hồi chút xíu nữa tôi cho coi. Dạ, rồi ha. Cái nào có. Bây giờ cái này hư rồi đúng không? Cái tivi giống vậy mà hư rồi phải không? Chưa hư, nó còn coi được hàng ngày, nó bị tụt cái màn ảnh chút xíu thôi, mà bữa nào phải chấp chỉnh 100,000 nữa à. Được à. Thôi vô đi em tặng cho luôn cái tivi. Bằng đâu? À, mà có 2 triệu mấy à? Được. Đợi chứ. Để thôi cho mấy bé ở nhà đông quá mà, không có cái tivi sao coi. Ha. À. Mày có thằng gì? UBC. Thôi, em mua trên đó kìa. Trên đó TCL. Ừ. TCL có cái giá kìa. Cái đó là TCL này nhiêu? Có đó nhiêu anh mình coi giùm em. Không có tiền. 40x6.800. Sao? Cái này nhiêu? Cái đó là 8.000 nè. Nhiêu? Coi đại cái này. Cái con này nè. Tính lấy 40 inch hay 32 inch? Cái này 40 inch là nhiêu? 40 inch, khoan đại cái 5.4 à. 5.4 32 inch. 32 inch nè, 4.1 giọng nói luôn. Còn nếu mà loại rẻ thì nó khoảng chừng 2.8 à. Đâu? TCL luôn ha. TCL phải không? Tôi ghé 32. Lên mạng không? Lên mạng ở nhà anh có wifi không? Bên bển chỉ không có ấy, có không wifi không, không có wifi, không có 3 triệu. 3 triệu TCL là 3 triệu. Có mặt đất hả? Mặt đất luôn nhà. Có tặng anten luôn. Rồi có wifi không? Không, cái dòng đó không wifi. Còn cái dòng wifi là nhiêu? Dòng wifi 32 inch phải không? Là 3.5 triệu. À lấy dòng wifi 32 inch đi. Rồi ha. Ok, 32 inch. Có mạng luôn, có wifi luôn. Rồi. 3.5 triệu. Rồi cái phần mà mua tivi này cho tôi đó, tôi không biết đâu. Dạ. Bùi Hồ rồi, vậy đi anh, đem vô luôn. Rồi. Lấy một cái tivi luôn. Cái dòng mua tivi này thì Bùi Hồ xin được phép trích ra từ cái quỹ của anh Thanh là Việt Kiều Mỹ 1 triệu đồng. Từ cái quỹ của cô chị Lý Thị Sương là 1 triệu đồng, và ở Việt Kiều Mỹ luôn là 1 triệu đồng. Với lại một cái quỹ của Mạnh Thường Quân là dấu tên Canada 1 triệu đồng là 3 triệu đồng, tổng cộng số tiền em là khoảng 13 triệu đồng. 65. Cái quà này là 165.000. Chịu không? Được rồi. Đẹp không? Đẹp mà hả? Ôi sao nãy nhà cái tivi cái đít bự bành cha coi có được gì đâu mà nó có rồi. Có coi mà nó như là nó muốn tụt màu rồi, mà coi được mà. Ừ. Thôi cổ rồi. Bị tụt màu á. Tặng mà không chịu lấy luôn á. Ừ, sợ là nhiều, nhiều. Nhiều. Ngại cái chỗ này đó, rất là thích. Cái bên bán cái bình ga đó, ở đây tôi dùng keo cho thì nó báo hai loại, một loại 780, loại 803. Ừ. Thì đó em muốn chọn cái nào nó kết hợp với video luôn cho. 780 đi. Rồi 780. Rồi. Rồi cho em cái hóa đơn em chuyển khoản qua cho. Rồi. Tại ở đây không có ngân hàng sao quá. Chuyển khoản cũng được, chuyển khoản được anh. Rồi ngại hơn còn. Cũng thấy không ngày đó cũng mừng lắm mà biết sao không? Bởi vì mình nối đuôi người ta, nếu mà mình sắm những cái đồ cũ này, tiêu quý này thôi thái rồi đó, mà ngặt một cái sợ người ta không cho mình nối đuôi cũng phọc luôn. Ở đẳng vậy đó. Chắc mình năn nỉ người ta gì? Mình năn nỉ người ta sao đi. Bữa hổm người ta cho mở có 2 cái bóng đèn với một cái nồi cơm điện với một cây quạt. Cái chân hình là mỗi một tháng là 200.000. Hồi đó có 150 à. Là 3 cái bóng, bây giờ lên cái nồi cơm điện cái quất 200. Đó. Còn nhiều. Con gái mừng không? Chắc mừng nhiều không? À quán này.
đây là cái hóa đơn mà mình mua cho anh Cò nè, cô bác anh chị, mới chuyển khoản qua cho chú Tú. Một cái quạt lở thì hai cái 165.000, 330.000, bếp ga một cái là 800, TV TCL là 3.500.000, bộ bình ga dây quanh là 780, tổng cộng là 5.410.000 đồng hả chú? Đúng rồi. Thì chú bớt 10.000 đồng thì mình chuyển cho chú rồi 5.400.000. Đã cái bếp ga cũng bớt cho 50 rồi đó. Vậy là bớt được 60.000. Đúng rồi. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Dẫn gia đình đi chợ vui quá ha. Ừ. Chị có bán mùng mền gì không chị? Mùng mền trong chợ. Trong chợ. Ở đây chị có hả? Ừ. Đang có mùng mền luôn hả? Ở trong chợ. Vậy là mình phải đi sang qua bên đây đi. Đi sang bên kia đi. Mua ba cái mền, ba cái mùng. Ba chỗ ngủ thì ba cái mền, ba cái mùng. Bao nhiêu người? Bà lão rồi ở trong đó hết thảy là 4 chỗ ngủ đó. Nhưng mà tổng cộng nhà mình là bao nhiêu người? Là mấy đứa nó nằm một giường vậy là 3 người. Nhà anh là hết 4 người nè, tí nữa là 5 người, anh với vợ anh nữa là 7 người, bà nữa là 8 người. Em anh nữa là 9 người, vậy mua 9 cái gói. Được không? 9 cái gói đi. 9 cái gói. 9 cái gói, 3 cái mùng. 3 cái mùng. 3 cái mền. 5 cái mền. 5 cái mền. Em mua từ thiện nha chị nha. Rồi rồi, bán giá từ thiện. Mình làm mình cùng nhau mình quyên góp. Nay có mùng mền gói là sao cảm nghĩ sao? Thì cảm thấy ấm mà em đẹp và vui nữa. Mấy ngày con ngủ mền với mùng chung với anh chị không? Nhà mình còn được mấy cái mền cũ. Dạ còn một cái với một. Hai cái à con ngủ. Bây giờ mình bao nhiêu, bây giờ mình mua năm cái mền được không? Năm mền vừa rồi, bởi vì hai đứa một cái, hai đứa một cái chứ đắp một mà bởi vì nó ngủ chung mà. Ngủ chung nhỏ nhỏ, khi nào lớn rồi mới mình cho nó ngủ khác lại. Mền đó bao nhiêu một cái cô? Cái này á của nó là một cái 100 mà lấy 90 thôi. Lấy vậy lấy 6 cái được không? Thêm nữa đi được không? Cái đi. Nhà cũng còn một cái đấy. Giờ mua 5 cái đi. 5 cái được rồi. Bây giờ ở nhà cũng có 1 2 cái rồi mua nhiều quá ở sợ. Nhà có 2 cái rồi đúng không? Bây giờ cho đứa 1 cái mua 7 cái được không? Thì mỗi đứa 1 cái chắc mà nó đắp không có ơn nó đâu, nó đắp hai anh em cặp cặp vậy đó. Bây giờ mua mấy cái? Giờ mình mua 6 cái. Mình mua 5 cái đi, 5 cái đủ rồi. Bởi vì ở đẳng nó cũng có thêm rồi, nó ngay đây cũng có một mớ. Mùng mấy cái? Ba cái mùng. Ba cái mùng thôi phải không? Dạ. Rồi gối, gối là 9 cái. Dạ. Dạ. 9 cái gối. 9 cái gối. Rồi lựa đồ luôn đi, các con vô lựa đồ đi. Sẵn lựa đồ mặc luôn đi anh. Lựa đồ cho các bé, lựa đồ cho anh luôn đi. Thích đồ nào con lấy đồ đó nha. Cho 5 người co nhà anh bé, 5 bé gái hết đúng không? Bé gái. Rồi bây giờ lựa là một thằng trai thôi. Thằng Chí thằng trai, còn nhiêu là thằng gái không? Rồi lựa đi, các con cứ lựa đi. Bên nay mua đồ Tết cho đó chứ. Xe coi lựa cái nào con. Bé luôn chị thấy mà ba mà đi lựa đồ quán cho con gái của mình không? Thương ghê á. Ba mà đi lựa đồ cho con nè. Lựa quấy luôn á. Rồi mua xong tự trả tiền nha. Hết tiền rồi đó. Hết tiền rồi. Rồi cái này bỏ là được rồi đó. Lớn không ta? Này dưa. Quấy này được rồi, dưa lắm nè. Này im rồi đó. Đâu ngoài là im chưa? Em mà bỏ được rồi đó. Rồi. Thôi lấy hai cái đi, hai cái đúng, cho đúng. Mẹ đi nha. Hai cái cho mặt Tết. Rồi anh có bộ nào chưa? Thôi tôi khỏi đó anh ơi. Mua cho anh luôn. Tôi có rồi. Tôi có cái quần jean ta có cho kỳ rồi, có bên Sài Gòn xuống cho nhiều lắm. Cho đồ mình quần jean cũng còn 2-3 cái. Nay mặc quần nãy chưa thay đồ mặc cái quần đùi. Đi ra ngoài chợ luôn. Nắng. Còn chân đi hai người đi lội văn cá vui đi quá. Rồi giờ sẵn anh em lại đây cái lựa đồ. Rồi cái quấy này nữa im quá rồi. Này đẹp nữa nè. Đó, vừa luôn. Nha. Rồi Tết rồi em. Rồi một hai bộ này em ơi. Rồi cái này. Hay lấy thêm bộ nữa? Không.
bộ này nó bộ này đi nó chống dừa hơn màu cam. Cái đó dừa con đó, con lấy hai cái đi. Cái đó hai cái đi. Thì chỉ là trai mình phải lựa áo thun cho nó, cho nó phù hợp với nó. Đó giờ có dắt nguyên gia đình đi chợ mua chưa? Chưa từng luôn á. Chưa từng. Bảo đảm chưa từng luôn ha. Chưa từng. Vừa trí không, áo đó vừa trí ha. Vừa trí cho bây giờ nó cũng đang lớn á, mình cho nó hơi rộng chút xíu là nó ấy hơn, nó tốt hơn. Thì lấy cái đó với cái đó đi. Ừ. Được chưa? Cái đó được không? Được, cái này vừa nó luôn rồi. Rồi lấy cho tí hai bộ đi. Ừ. Bộ. Rồi lát tính tiền luôn. Ừ. Thiếu nha cô chủ nha. Hả? Thiếu nha. Rồi, được chứ sao mà. Rồi ok. Ok. Rồi lựa cho sao mà cho phân bì đó, mấy đứa phân bì đó. Rồi kia. Con thích con lấy đi. Đại náo chợ, chợ này là chợ gì cơ chị? Lên được thượng. Chợ mới lên được thượng. Không. Mó khác, mó với chị. Đây là chợ là được thượng. Chợ mới lên được thượng. Ừ, chợ mới lên được thượng. Chợ mới. Lên được thượng. Lên được thượng. Ờ, hôm nay gia đình anh đại náo chợ luôn ha. Vui rồi. Vui. Thanh sao, vui không? Dạ vui chứ. Dạ vui. Góp một chút công sức đi. Đó. Cho đi là cho còn đi mãi. Cho đi là còn mãi. Ba tới mùng. Bây giờ làm từ thiện nhiều lắm. Tại vì người ta cảm nhận được rằng là con người cát bụi sẽ trở về cát bụi. Cái gì cát bụi phải không? Mà tiền bạc thì đâu có đem theo được đâu. Đúng không anh? Đúng rồi, đó chính xác. Ông trời ông sống cho mỗi người mỗi vai khác nhau. Đúng, khác nhau. Anh thì đi bắt cá, em thì đi làm cái công việc khác. Hai trai lấy là hai bộ đồ. Chỉ có tình người là còn lại với nhau thôi. Còn lại với nhau, gần gũi với nhau thôi. Được một cái những cái phong cách như thế này ấy, thì cái tình nghĩa nó còn nhớ mãi trong lòng, không thể nào quên được. Đó là một cái sự việc tình thương của mình, của cái tình thương của mạnh thường quân nước ngoài hay nước trong cũng việc có cái tình thương thì mãi mãi những cái tình thương đó sẽ mang giác tới cả đời đời của mình luôn. Như vậy thấy ánh mắt của con vui hẳn lên hả? Được mấy bộ? Hai bộ hả? Ở trong cái người kinh của tụi em á là ngắm cò lắm, ngầu y thiền cổ á. Khi mà con nói chuyện với lại người tiên ôi khục ngõ nè, tivi truyền hình đấy, tiên ôi toàn bộ. À, ví dụ như chú hỏi con ăn cơm chưa, ngắm âu thì con sẽ nói là dạ con mai ngắm quanh ngắm là té anh, cái tiên ôi ở cái hơi rừng men á, cái chuối á. Ở đây là chín cái mền, khoảng cái bớt ga thì ở đây còn 450, ở đây 450 hả, ở đây ba cái mùng, cái 80 là 240, ở đây là ba bộ 80, hai bộ là 160, đây là hai bộ không à, là 100, có cái nào ba bộ đó ta, 200 mỗi cái 100 là 200, tổng cộng là 1.050.000. Mà chín cái là 450 hả cô hả? Cái mền năm cái, cái mền nó có 5 cái à. Con kia chưa lộn. À, 5 nhân 9 là 45. Khoan nha, 45. 5 cái mền nè. Ờ, con ghi 9 học cái gì? Lộn. Rồi, 5 nhân 9 45 đúng rồi. 3 nhân 8, 240. 2 nhân... Cái này cái hai bộ đồ bé trai nè ha. Cái này ba cái mùng nè. Rồi, ha. Ok. Rồi cái này hai cái áo gái nè, hai em bé gái đó. Cái hai bộ đầm gái. Còn 4 9 cái gối chưa tính tiền. Còn 9 cái gối nữa. 9 cái gối. Nhiêu nữa? À, một cặp múa nó là thôi lấy cái 20 thôi, đếm tới đi. 92.8. Ba. Một cái 20. Có 20. Thì 9 x 2 là 180.000. 180. Rồi. Một triệu một triệu cái này là ba nè, 1.333.000, 1.330.000. Đây đúng rồi. Sao đầy xe luôn nè cô khách.
chị. Mà 1 triệu 330 ngàn thôi. Thì trong khi đó chị cô này bớt 30 ngàn cho đi là còn mãi. Cho đi còn mãi phải không? Ở đây được 1 triệu 3 nữa. 1 triệu. Ao kho có con rùa nấu. Đây phân xe nè. Ừ, đặt chu. Đủ chưa? Chi nừng. Cảm ơn cô, chúc cô mua mai bán đất nha. Mượn mơ. Chi nè. Chi nè. Chi tết đâu? Năm nay ăn tết ngon lành rồi. Cái bộ đồ của con trai đâu có cái đây. Ủa, con trai coi có chưa sắp chưa? Hồi nãy chưa cho kỹ nha. Ban nha, hai này, nha. Nè, của bé nè. Giờ mình với anh Cò với lại hai đứa con của anh ghé vô cái tiệm ăn. Rồi đồ mua đồ quá. Nhìn mắc cười lắm. Một đống một làng luôn. Một đống một làng. Vui không? Vui. Chả nặng mới nhưng mà vui mà. Không có nặng nhiêu đâu. Đi đầu này cũng gói mùng mền cũng ướt là nhẹ. Chứ thấy nó kịch cộm chứ thật thế nó nhẹ. Rồi mình vô ăn. Đi chân không luôn kìa. Ừ. Vậy đó. Nè hai anh đang ngồi đây. Có ngồi đi Thanh. Rồi. Thôi em dĩa cơm đi. Xuống cái nơi mà Sóc Trăng này đó. Thì cái món mà cô bác quý chị không thể bỏ qua đó là cái món bún nước lèo. Bún nước lèo đúng rồi. Họ làm bằng cái vị của con cá lóc. Cá lóc nè. Ừ. Rồi với tôm thẻ tôm này chắc tôm bạc. Dạ, tôm nhỏ mình. Đó, rồi cái này là bắp chuối á. Bắp chuối bào. Nhìn ngon lắm. Nhìn chảy nước miếng luôn. Sáng giờ Bùi nói thật cô bác quý chị, Bùi Hồ với lại anh Cò chưa ăn gì hết á. Anh Cò thì ăn cơm. Bé này cũng ăn cơm luôn. Đây. Lâu lâu ăn cơm tiệm lần được ngon. Dạ hả? Ừ. Ở đó giờ không ăn hả? Ít lắm. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ủa sao không chưa thêm dĩa nữa? Thiêu quá. Còn dĩa nữa. Còn dĩa nữa. Mua đem về cho bà mua đi. Kêu đi. Một hồi gì làm cho con hai hộp nha. Rồi. Ba hộp đi, ba hộp cơm sườn đi. Cho anh Chí và mẹ ăn cái nữa. Rồi người vợ nữa. Nói tôi ăn ngon vậy tôi phải mua gửi cho mẹ. Rồi người ta gọi là có quà cùng hưởng, có nạn cùng kia. Mình ăn ngon thì cho cha mẹ mình cùng ăn ngon giống mình với. Đừng có ăn in là không có được, tội chết. Hồi trước kia mẹ mình cực khổ nuôi mình. Mà mình ăn ngon mình giấu giếm đó là cái tội lỗi của mình. Tội gì? Tội mình là ăn giấu giếm không gửi cho bố mẹ. Vậy thôi. Mẹ cũng đi lụng dây chai rồi động rồi cắt cũng phụ mình. Bây giờ mình có ăn mình phải dành lại cho bả một phần. Đem cơm về hả? Đem thì hồi chưa ăn thêm. Chứ bỏ mình uổng. Bỏ sao tội hay là bỏ uổng rồi thêm tội nữa. Đây là hạt gạo, hạt ngọc, hạt vàng. Đó, chứ đừng nói là thấy những một hạt cơm mà trắng trẻ như thế này mà gọi là hạt ngọc, hạt vàng đúng đó. Già xưa thường nói tôi sống là tôi quý cơm, quý nước lắm. Đây là nuôi sống bản thân mà. Hồi nhỏ thì mình nhờ bú sữa mẹ, khi mình lớn lên mình phải nhờ hột ngọc này, hột gạo này để mình mới lớn nổi. Sau khi mình với anh Cò đi chợ mua một số vật dụng cho nhà anh xong thì bây giờ mình sẽ vào nhà anh để xem coi lắp cáp đến đâu rồi để mà mình quay cho cô bác quý anh chị xem luôn, coi nhà mình giữ không. Chào chị. Rồi gáp xong chưa anh? Đó, gáp đó. Gáp rồi hả? Gáp gáp bên bà hả? Cho bên bà rồi tối coi nhờ, rồi gáp bên mình thì nó không có chỗ để. Nhờ bên mẹ nè. Này nó mới gáp xong nữa hả? Mới gáp xong nè. Là nó này nhờ bên mẹ. Cho cái bên này kia có wifi bắt được luôn á. Nó nói mà sao mà tự nhiên nó gáp vô này cho nè. Cái này là của cho, tôi. Cho luôn á hả? Không. Cái này là của bên kia người ta cho, cái này là của nhà. Có tivi gì mừng không con? Mừng. Tivi kia đâu? Tivi kia đây nè, cắt rồi. Nè, đâu đây? Nè, thằng này hồi nãy em còn xài bự nè. Đấy. Tivi bự đó hả? Tivi đó coi đâu được đâu. Bây giờ đi nhận trước đi. Mà đồ đó người ta cũng cho à, chú Bảy cho rồi cho nguyên cái đầu đĩa luôn đó. Đó người ta cho. Có tivi mừng không bạn? Bà mừng. Có tivi vui không? Hai mửa túc ấy chứ, canh lớn.
ăn cơm đi, nãy mua có mua vậy cho chị nữa đó. Ừ, mua rồi đó. Rồi, thơ vô nhà anh đi. Cái xúa mà thơ á. Vô. Thì đây thì đúng là nhà của mà bà nội, là đây là nhà của tôi là ở đây. Đây là hai vợ chồng một cái giường. Rồi bên con ở đây một cái giường. Đó thì tôi nói rồi bà nội cho nhờ một cái bên nhà sau. Bởi vì nhà của tôi chưa có được cất. Chào anh. Đấy. Rồi với em mua hai cái quạt nè. Ừ. Có hai cái quạt luôn đó. Hai cái quạt. Rồi mùng mền, rồi bếp ga đã làm sẵn luôn nè, thực được đẹp luôn. Đấy. Đó. Thấy mừng rồi đó, đó. Từ nay nấu ăn là không còn bị đi đỡ cái tiền ga. Biết tắt không? Xem cái ờ, không biết tắt luôn. Nhận vô anh. Khoan hồi nãy em coi. Khoan từ từ để học. Đẩy vô mới mình mới mở được. Rồi nghe cái cặc. Rồi bây giờ em mà anh lên đây ngồi đi. Rồi coi kiểm đồ đồ đủ hết chưa? Đâu để tôi kiểm đồ coi. Chị qua đây ngồi luôn cho vui. Nguyên gia đình mình đi. Có mùng mền đủ hết đó anh. Anh tên gì? Quẹn. Quẹn ha. Cũng Trần Quẹn. 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 Có ba cái mùng. Là 9 cái gói phải không ta? 1 3 5 5 5 4 nữa là đó, rồi đủ. À, chia luôn kìa, này có con kìa. Dành á, mừng lắm á. Mừng nó. Đây là cái mền 5 cái mền. 1 2 3 4 5 Quần áo đủ hết chưa? Đủ quần áo lại tra kiểm coi con. Chị vui không chị? Vui. Vui hả? Quần áo của con. Cái áo của em nè. Quần áo của nhỏ Út rất là đẹp. Một bộ này mừng lắm. Mừng không xe? Mừng. Đó, quần chí. Đấy là ở đây là đủ hết hoàn thành. Đây là của chí hai bộ. Của đứa Út cũng được hai bộ đấy, cũng rồi của con gái kế thì bắt chủ rồi sáng không? được đồ kìa, được đồ đẹp rồi vui không? Nó đồ đẹp dạ không vui. Đây, dạ của vui. Dạ vui nói tiếng dạ con. Tôi ngày nay tôi cũng thấy gia đình tôi cùng đoàn tụ và vui vẻ, rồi bắt chủ ụ đạt nhiên làm như có một cái chuyện mừng vui ở đâu, lại nó có quần áo đẹp, có mùng chiếu đồ đẹp, tôi rất là mừng. Tôi cũng rất là mang ơn của Mạnh Thường Quân và người sẽ cứu giúp đỡ những cái điều khó khăn của tôi. Tôi rất là cảm ơn rất là nhiều của ba anh chị. Đẩy đồ xích vô trong đi. Rồi. Rồi, để em công bố số tiền Mạnh Thường Quân cái. Kính thưa cô bác quý anh chị, hôm nay mình có dịp cũng cách đây khoảng 2 tuần lễ thì hôm nay mình mới có dịp quay trở lại gia đình của anh Cò. Hai vợ chồng của anh thì hiện nay có 4 đứa con, nuôi thêm một người mẹ, một người em ruột và thêm một đứa cháu nữa. Nhà cảnh hoàn cảnh rất là khó khăn, vật dụng thì thiếu nhiều. Ở Bùi Hồ thì cũng có cùng anh để mà đi trang bị cho anh một số mùng hình nè, bếp ga và quạt. Thì những cái vật dụng đó thì có sự hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân của ở nước ngoài. Đó là thì sau đây thì Bùi Hồ sẽ xin thông qua cái danh sách Mạnh Thường Quân để cho cô bác quý anh chị cho nắm luôn. Kính thưa cô bác quý anh chị thì để lên rồi đi ủng hộ cho gia đình anh Cò ở Trần Đề Sóc Trăng. Thì người gửi là Tân Hoàng Việt Kiều Mỹ, gửi cho Bùi Hồ là 600 USD. Hôm nay thì Bùi Hồ xin mạng phép trích ra 200 USD. Để còn lại là giữ lại là quỹ là 400 USD. Đó, gia đình của cô An chị Hà Bùi Hồ trích ra là 200 USD. Anh Thanh là Việt Kiều Mỹ, gia đình cô An chị Hà này cũng Việt Kiều Mỹ luôn. Anh Thanh Việt Kiều Mỹ là Bùi Hồ trích ra quỹ là 1 triệu. Một chị giấu tên ở Canada, Bùi Hồ trích ra 1 triệu. Chị Lý Thị Sương ở Việt Kiều Mỹ, Bùi Hồ trích ra 1 triệu. Tổng cộng số tiền là 400 USD và 400 USD và
3 triệu, thì Bùi Hồ tổng cộng là số tiền là 12.200.000 đồng. Thì chi vật dụng mua cho anh là gồm có tivi, rồi bếp ga, tivi rồi bếp ga là 5.400.000 đồng, hai quạt với quạt nữa, mùng mền, quần áo thì Bùi Hồ trích ra là 1.300.000 đồng. Thì tổng chi tiêu lại thì còn lại là 12.200.000 đồng, trừ đi cho là cái số tiền hai cái vật dụng này là 5.400.000 với 1.300.000, thì còn lại là 5.500.000 đồng. Thì cái số tiền này Bùi Hồ sẽ giao cho gia đình anh ăn Tết trong cái đợt Tết này. Tại vì thưa cô bác quý anh chị, thì chắc qua Tết Nguyên Đán Bùi Hồ mới quay trở lại gia đình của anh Cò nữa. Bây giờ thì một là cận Tết, hai là quãng đường rất là xa, chạy hơn hơn 150 cây số để mà xuống đến đây, cũng cơ duyên là gặp được gia đình của mình. Thì em sẽ trao cho gia đình của mình á một cái số tiền để mình ăn Tết nha. Đó là 5.500.000 đồng. Con cầm giùm cánh liền chứ. Con cầm gì này? Cánh quay trong hòn nè. Trong một cái hòn ăn nút cánh đấy mà. Không có cái ghế. Ghế tôi chứ, cái ghế nhỏ đó cánh. Ôi có rồi, có ghế rồi, cho nó vững hơn. Dạ vui rồi. Chưa đẩy em thấp quá không? Dạ được rồi, không thấp đâu, chắc mạnh thường quân cũng thông cảm mà. Tại vì không có cái bàn nhà không có cái bàn. Thì bây giờ em sẽ 1 nè, 2 3 4 5.500.000. Cái số tiền này là em gửi cho thay mặt Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi cho gia đình mình ăn Tết. 2 3 5.500.000. Đây, em giao cho anh với chị. Tiền. Tôi cũng xin gửi lại là tôi cũng trần cò, rồi cũng hai anh em cũng đi trải nghiệm rồi. Có duyên rồi gặp lại nhau, bây giờ tôi sẽ vợ chồng tôi và cùng gia đình tôi và con cái tôi cũng rất là mừng mà rất là cảm ơn của Mạnh Thường Quân và của và ngoài nước và trong nước để hỗ trợ cho con em được áo đẹp và mùng mền đẹp. Thì cuộc đời của tôi rất là hạnh diện và gia đình của tôi rất là cảm ơn của Mạnh Thường Quân và mọi người ở bên nước trong và nước ngoài là giúp đỡ cho gia đình tôi như thế này. Tôi rất là quá trời xúc động và rất là mừng dội luôn. Đấy mà tôi xin cảm ơn và bên mấy anh cô chị cũng vậy, gia đình tôi cũng rất là vui mà không biết thế nào mà hết vui được. Anh còn nói tiếng Việt không có gần với cô bác anh chị nên thành nữ có những từ không có sử dụng. À đâu, bây giờ anh nói là lúc nãy anh đi bắt chùa ủ với em là nói là anh có ước mơ lớn, đó là tôi đi bắt chùa ủ với ảnh. Hồi nãy tôi có một cái ước mơ tuy gần nhà nhỏ chật hẹp mà tuy gần tôi chưa ước mơ cái chỗ đó, bây giờ tôi có ước mơ được một cái chiếc xuồng nhỏ, một cái máy rồi những cái dụng cụ để làm ăn như là vài tấm lưới. Thì tôi được như vậy tôi sẽ tự bản thân tôi, sức lao động của tôi làm ra và gia đình tôi sẽ làm nhà lại. Bây giờ tôi cũng thiếu một cái số vốn cũng rất là lớn lao lắm, bởi vì số này có khoảng 30 triệu thôi. Mà tôi có vượt 30 triệu này tôi mua ghe làm ăn thì chắc gia đình của tôi có thể xoay sở ngày sau được yên hơn và có ăn hơn trước này. Cái ước mơ của anh thì thôi thì bây giờ hiện nay thì em chưa thực hiện được. Rồi. Trước mắt trước thì mắt. Mình sẽ sử dụng những cái vật dụng này để cho nó trong nhà mình nó có đồ an toàn. Yeah. Với lại đồ mới để yeah, Tết. Còn Tết. Ước mơ của anh thì qua Tết nếu được thì em sẽ nếu có Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì em sẽ thực hiện cái ước mơ của anh là trang bị cho anh một cái chiếc ghe với lại cái máy. Một cái máy với lại một cái lưới. Tấm lưới. Làm và anh. Đây là cái chỉ là một cái ước mơ của tôi thôi. Ước mơ của anh, nhưng mà em coi cố gắng được thì giúp nha cho anh. Mẹ rồi, chưa hứa. Rồi đó rồi. Đây cũng em cũng trông mong được sự việc may mắn như những lời của em ước, em còn mừng thêm nữa.
Thì thưa cô bác quý anh chị, thì Mạnh Thường Quân là Tanh Hoàng gửi cho Hồ Bùi Hồ 600, thì hôm nay tạm thời Bùi Hồ giữ lại 400, thì coi như đó là một, mình giữ lại đó là một cái thực hiện cái ước mơ của anh vào qua Tết này. Thì chắc có lẽ là cũng buổi trưa rồi, Bùi Hồ cũng phải tranh thủ về. Hôm trước em về tới 9 giờ tối, một 3 giờ chiều chạy về tới 9 giờ tối, nên hôm nay phải tranh thủ về sớm. Thôi chúc gia đình mình luôn đầm ấm hạnh phúc, và đặc biệt là Tết một cái Tết thật sum vầy và ý nghĩa nha. Bye bye. Bye bye cái đây. Bye bye. Bye bye bằng tiếng Khmer nó sạch à. A con. Nói đều coi. A con.